Xin chào mấy anh em ha. Thì bữa nay em giới thiệu cho anh em cái sản phẩm anh em ha. Thì cũng nhiều lắm nha anh em, khoảng mấy trăm mặt hàng á. Anh em cần mẫu nào thì alo em ha. Nè, mấy cái ba lô mình để mình đeo rồi, mình đựng đồ mình đeo trước trước bụng lên nghe không nè. Này anh em đi mình đựng điện thoại hay là mình đựng cái bẫy giò cước anh em, thì mình đựng ok cái này cũng được lắm. Con này mấy nón tà bèo anh em, nón tà bèo này thì em bán một cái là 80.000 anh em, 80.000 ha. Còn cái này là cái túi đeo chéo mà để mình có thể đựng lo được anh em. Cái này may dày lắm, cực kỳ dày luôn. Này không ra bán được lắm, cái này bán được anh em bao nhiêu. Thì cái này hiện tại thì em đang bán giá là 170 nha, 170 một cái nha nè, 170 ha. Cái này nón kết nè nè, nón kết thì em có bán nguyên bộ đồ luôn nha nè, nguyên bộ đồ nó luôn ha. Thì có nón kết này em bán lẻ cái là 60.000 nha nè, còn bộ đồ thì em bán là giá 400 ha. Em cần alo em nghe nè. Còn cái này một cái túi cái túi đeo chéo ha. Túi này mình có thể đựng lo nữa nha nè. Cái túi này khác túi nãy ha. Túi này nãy nó lớn hơn cái nãy. Cái nãy nè. Này bữa nay em quay sơ lược ha. Thì cái này em bán cũng đồng giá là 170 luôn nghe nè. Lớn. Thì mai mình da nghe nè. Cái này nãy thì mai mình giải kaki dày. Con này mai mình da. Này thì nó cái nào nóng chấm nóng nước được chân nha nè. Thì hai cái em bán đồng giá nhau. Còn cái này cái áo lòng ha. Thì áo lòng em có nhiều size lắm nha nè, từ 30 đến 40 ha. Thì cái cũng vài chục ngàn, anh em cần mẫu áo lòng nuôi á, anh em alo em ha. Lòng nhiều lắm. Còn mấy này mấy cái kẹp điện thoại pin á nè. Kẹp điện thoại pin ha, cái này làm bằng kim loại nha nè. Này. Cái lò xo nó lớn, cái lò xo nó thì kẹp vô cây là cứng lắm, không gió thổi không có gất nổi nè. Này hiện tại em đang bán giá là 100.000 nha nè. Này mấy cái bẫy thòng. Thòng này hiện bộ gì đây là em bán giá là 100.000 nha nè, bộ gì 20 vòng, phen là phen đúc liền luôn nha nè. Bộ này mấy cái bẫy giò cước thì em bán đủ vòng nha nè, ba dòng chữ O, chữ U và chữ C đủ 3 vòng nha. Thì cái giò cước này á là O U C nha nè. Thì bên em có bán 7 chân và 10 chân nha. Thì bên em bán là cấp lửa C7 nha, không có bán C4 nha nè. Thì bên em bán giò cước và giò thái luôn nha anh em, đầy đủ hai dòng luôn ha. Thì cái này anh em cần mẫu này chữ V. Anh em cần mẫu dòng nào alo em anh, đủ 3 dòng ha, chữ O, chữ U và chữ C nha anh em. Đầy đủ hết. Đẹp lắm nha, mấy này bán được cũng nghe nè. Này anh em đi bẫy của gáy á thì thường là anh em mua mấy dòng này nhiều. U C nha anh em. Thì hiện tại 7 chân thì em đang bán là 90.000, 10 chân là 130 nha nè. Còn mấy cái này cái ba lô ha. Ba lô nha nè. Thì anh em cần mẫu ba lô liều ha. Liều này nè. Liều này thì em đang bán giá là 380 một cái nha nè, bao phí ha. 380 nha nè. Liều này thì là mình căng lên được 1m2 nha nè. Bị cao 1m2 ha. Bị cao 1m2, còn bị ngang thì 1m nha nè. Khoảng 3-4 anh em vô bình thường nha. Con này là thuốc nuôi cua gáy nè nè. Ở đây thì em cũng nuôi xài thuốc này ha. Này thì thuốc trong này nó cũng bao gồm là thuốc sổ lãi ha, sổ lãi rồi chịu phân xanh phân lỏng. Thì khi mà em gửi về cho anh em á thì có gửi cho anh em cái giấy hướng dẫn sử dụng ha. Thì cái này á anh em thì em đang bán nguyên bộ về đây của nó là đang bán nguyên bộ anh em, bộ là 70.000. Còn cái này thì cái pin lo anh em, pin lo này thì sạc vô phòng lo nè, phòng lo thường mà xài mấy cái lo nè, mình đem theo cái cục sạc này nó ha, nó có hết pin á, mình lấy mình xài sạc dự phòng ha. Cục sạc này em đang bán giá là 100 nha nè. Rồi em có bán cục pin theo lo luôn anh em, khi mình xài một thời gian á nó có bị chai pin á thì anh em thay. Thì cái này cục em bán cũng giá là 100 nha nè, đầy đủ hết. Cái này là cái pin đồ điều khiển anh em, bộ gì đây là 25.000. Này lá giả hay này lá bồ công anh nha anh em. Lá bồ công anh này thì một bó gì đây á nè. Bó gì đây là 10 nhánh thì em đang bán giá 35.000 nha anh em. Còn này móc ti đồng.
ha, mốt ti đồng. Nó mắng lụp đây nè, nó có mấy cái rãnh để mình mắng lên cây nè. Thì mốt ti lụp này thì bán là giá 140 nghe nè, 140 ha. Thì nhiều lắm, bên đây bán nhiều lắm. Cây này cái nọc đánh trần này nè. Nọc đánh trần này thì em có bán đủ hai loại nghe nè, dòng cái nọc tròn và nọc vuông nha. Thì em bán đồng giá nhau là 180 nghe nè. Em còn mẫu nọc đánh trần, alo em ha. Này thì mấy cái lưới mà để mình lụp á nè. Lưới này là cái lưới siêu bền nha, nhưng một khổ này thì đang sẵn là về mình để mình lợp lên liền nữa thôi. Bộ như là 80 nghe nè, 80 ha. Bộ này thì cái chỉ thái nghe nè, chỉ thái thì bán 60 ha. Này đang sẵn luôn nghe nè, em cần mới alo em ha. Nhiều lắm nghe nè, mấy trăm hàng luôn nha. Này xích chân cô gái nghe nè, nhiều lắm. Con này xích chân cô gái số 8 này nè, số 8 ha. Thì cái mẫu số 8 này là nhiều anh em xài lắm ha, mỗi là bán nhiều lắm nè. Số 8 này thì em đang bán một bộ như là 65 ngàn nghe nè. Này hơi diệt ha, diệt là 40 ngàn một cộng nghe nè, 40 ngàn một cộng, nhiều lắm. Giới thiệu hết clip nên là nó dài lắm nghe nè, em chỉ giới thiệu ít thôi. Rồi anh em cần mẫu nào thì alo em ha. Rồi cái này là cái hàng của Malai nè, Malai hay hàng bộ gì đây là 50 tiền Malai nha. Nhiều lắm. Rồi khoáng ngũ cốc gì đầy đủ hết trơn nghe nè. Cái này lòng trần ha, lòng trần này thì một cái là 400 nghe nè, bao phí ha, đầy đủ phụ kiện hết trơn luôn nghe nè, nóc ha. Trần em cũng giới thiệu nhiều. Còn mấy cái này là mấy cái áo lụp ấy nè, áo lụp thì áo lụp này, áo lụp đôi nè, mai mình giải các kia kìa. Cái này thì 201 áo lụp đôi nghe nè. Còn áo lụp mà mai mà giải dính liền vô trong này, ủa mình tháo rời ra luôn á nè, móc mọi nóc ha. Cái này mà dính liền nè, dính liền thì 100 ngàn nghe nè, ở dính liền thì 80 ha. Còn cái mình tháo ra được á, cái áo lụp á là 100 ngàn nghe nè. Okay, em cần mẫu nào alo em ha, nhiều lắm nghe nè. Em chỉ giới thiệu không? áo lồng thì em có áo lồng đứng đó, lồng có dây kéo, không có đầy đủ cho nghe nè. Để cua đứng nè. Con này là bảy thòng đa năng nghe nè, chỉ đang lụp nhiều lắm. Này là mấy cái đáy bội nè, lồng ha. Em cần mẫu nào alo em nghe nè. Alo, bội này mới làm xong, bội đang lụp rất không em nghe nè. Lụp đôi ha. Con này mấy cái lụp nghe nè, bảy cung đầy đủ cho nghe nè, nhiều lắm. Anh em cần mẫu nào alo em nghe nè. Một lần nữa em cảm ơn mấy anh em lâu nay ủng hộ em ha. Chúc mấy anh em ngày mới thật nhiều sức khỏe nghe nè. Con này là cái túi đựng bỏ với cái chim nhỏ nè. Này thì túi lớn nghe nè. Cặp chỉ là 25 ngàn nghe nè, 25 ngàn ha. Rồi xin chào, hẹn gặp lại anh em lần sau nghe nè. Anh em có nhu cầu thì alo em ha.